Đây là con 2543 móc căng sẵn nha mọi người nhá. Được chưa? Con này là con 2543 móc căng sẵn. Thì con này mình cũng sẽ làm cái tai treo dưới luôn nha anh em, được chưa? Con này mình sẽ làm tai treo dưới luôn để ví dụ như là anh em mà có mua về các bạn lên những dòng quay 110 thì thay vì như ngày xưa là chúng ta sẽ phải khoan báng thì bây giờ những cái dòng mà 2543 móc căng sẵn bây giờ chúng ta không cần khoan báng mà chúng ta chỉ cần là bắt vào là xong thôi. Được chưa? Mình đã chế như thế này để nó tiện lợi cho anh em vào size cổ size 27 nhá, kêu cực kỳ to và lực luôn. Được chưa? Và đây là cái mỏ bô này, đuôi là đuôi có chữ S nha các bạn nhá. Được chưa? Đuôi bô là sẽ có chữ S và đây là cái mã bô. Ok chưa cả nhà ơi? Thì những anh em nào mà các bạn đang đi quay 110 mà các bạn muốn lên một con xe lắp đặt như zin không cần phải khoan đục gì cả thì các bạn có thể đặt cái dòng này nhá, nó rất là tiện cho anh em để mỗi một lần mà khi chúng ta tháo ra lắp vào hoặc là chúng ta đổi bô chúng ta muốn làm như nào nó rất là dễ. Và size cổ 27 tiếng thì rất là căng và to. Bây giờ mình sẽ mời anh em cùng nghe thử cái tiếng của con bô này để ra quyết định mua hàng nha. Anh em nào muốn mua các bạn cứ kích vào trong sổ hàng để mua sản phẩm này giúp mình. Cảm ơn anh em. Bây giờ thì test tiếng nhá.